Do sần sùi thoracic khiến cho bạn mất tự tin, mụn ở lâu năm khiến cho tình trạng lỗ chân lông nở to ra và thậm chí hình thành sẹo lỗ chân lông. Vậy 5 cách nào để chữa mụn ẩn nhanh và đơn giản nhất? Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Đạt, chuyên ngành da liễu thẩm mỹ. Trong video ngày hôm nay hãy cùng đến với 5 cách bôi giúp giảm tình trạng mụn ẩn, lỗ chân lông to nhanh nhất. Số 1, dùng sữa rửa mặt có BHA. Đặc điểm nổi bật nhất của BHA là tan trong dầu, giúp cho việc làm sạch lỗ chân lông tốt. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sữa mặt có BHA, ví dụ như của Paula's Choice, sữa mặt Tenamid, sữa mặt Image. Ưu điểm của những loại này là giúp làm sạch tốt, nhưng có nhược điểm là khi mà sử dụng trên da sẽ khiến tình trạng da khô hơn, và đặc biệt là mùa đông ở miền Bắc này thì nếu mình sử dụng thường xuyên sữa rửa mặt có BHA thì da có thể sẽ hơi khô và khó chịu. Với những người da nhạy cảm thì có thể hơi bị đỏ một chút nữa. Nên với những bạn mới dùng thì mình có thể kết hợp hai loại sữa mặt, một loại nhẹ nhàng dùng cho những ngày thời tiết hanh khô và khó chịu, và một loại thì mạnh hơn dùng khi mà da đổ dầu và dùng khi mà da sần và nên mụn ẩn nhiều. Một cách khác có thể sử dụng những loại sữa mặt này đó là khi mình đang tắm, mình có thể dùng những cái sữa mặt có BHA và mình lưu và mình thoa lên vùng mụn ẩn trong khoảng 5 phút, massage nhẹ nhàng, sau đó rửa lại với nước sạch. Một tuần mình chỉ cần làm như vậy khoảng 2 lần thôi ở những vùng như trán này, mũi này hay những cái vùng bỏ mụn ẩn ở bên má thì sẽ giúp cho tình trạng mụn ẩn nhanh và đỡ hơn rất là nhiều. Phương án số 2, sử dụng tẩy da chết có BHA. Vẫn chỉ BHA nhưng nếu mình dùng sữa mặt và tình trạng mụn ẩn chưa cải thiện thì bạn có thể bổ sung thêm những cái loại tẩy da chết có BHA nữa. Tẩy da chết không chỉ giúp tình trạng mụn ẩn tốt hơn mà còn giúp da mình mềm mại hơn, mịn màng hơn. Một số sản phẩm tẩy da chết BHA bạn có thể sử dụng là tẩy ví dụ như là của Paula's Choice này, của Obagi này, của Murad này. Khi mới bắt đầu thì chúng ta không nên sử dụng quá nhiều, trên một tuần mình có thể sử dụng 1 đến 2 lần thôi. Và khi sử dụng mình có thể massage nhẹ nhàng những vùng có mụn ẩn và lưu trong khoảng 10 phút, sau đó sẽ rửa lại với nước sạch. Thành phần số 3, nó là Cleanzip Mask. Thành phần chính của sản phẩm này chứa adaptin, nó sẽ giúp bong sừng và giảm bít tắc lỗ chân lông. Bạn tưởng tượng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng da sần hay tình trạng mụn ẩn nó do bít tắc. Và cái bít tắc đó không chỉ do bụi bẩn sợi bã nhờn từ bên ngoài mà cũng là do những lớp tế bào chết trên da. Khi nó chưa được bong ra đúng lúc thì nó sẽ làm bít tắc những lỗ chân lông đó. Thì đặc điểm của adaptin nó sẽ giúp cho bong lớp sừng từ bên ngoài tốt hơn, da thì mình sẽ mịn màng hơn. Thứ hai, nó sẽ giúp nén chặt lớp sừng xuống và làm giảm sự phát triển của mụn trứng cá. Cấu trúc của adaptin là dạng gel, nền sẽ khá nhẹ nhàng nên khi bạn bôi ra khả năng kích ứng sẽ thấp hơn dành cho những bạn mới sử dụng. Cũng như BHA thì ban đầu bạn không nên sử dụng Cleanzip Mask với tần suất quá nhiều, một tuần mình có thể sử dụng từ 2 đến 3 lần, sau đó khi da quen thuộc rồi mình có thể sử dụng hàng ngày. Thì khi bạn dùng hàng ngày được từ 6 tháng đến 1 năm, nền da sẽ nhẵn và khỏe hơn, tình trạng mụn ẩn sẽ giảm đi đáng kể. Sản phẩm tư đó là Deep Green. Với những bạn đã bôi Cleanzip Mask trong thời gian dài rồi và khi mà bôi nên mình hầu như không có cảm giác gì nữa thì mình có thể sử dụng thêm một sản phẩm khác, đó là Deep Green. Deep Green thì dạng cream, da sẽ đặc hơn, với những bạn mà da dầu dùng có thể hơi khó chịu. Tuy nhiên vì là dạng cream nó sẽ giúp thấm sâu hơn và có tác dụng mạnh hơn một chút, và bạn có thể sử dụng nó vào mùa đông. Deep Green cũng có hiệu quả rất tốt khi bôi từ 6 tháng trở lên, và ngoài ra nó cũng có một phần tác dụng nhỏ trong việc chống lão hóa trên da. Thành phần số 5 và cũng là thành phần cuối cùng đó là Tretinoin Gel 0.05. Tương tự như Cleanzip Mask hay Deep Green, Tretinoin cũng là một dạng retinoid, tuy nhiên Tretinoin ở thế hệ 1 còn adaptin ở thế hệ 3. Với tác dụng trị mụn trứng cá thì hai loại là tương đương nhau, tuy nhiên khả năng kích ứng của Tretinoin sẽ còn hơi cao hơn một chút. Đó là nhược điểm, nhưng ưu điểm của Tretinoin là tác dụng chống lão hóa thì hoàn toàn vượt trội hơn so với cả thế hệ 1. Vì vậy với những chị em có tình trạng mụn ẩn nhưng lại muốn kèm thêm việc chống lão hóa nữa thì Tretinoin là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Một điều cần lưu ý khi sử dụng những loại vitamin acid, đó là khi bôi chúng ta cần phải chống nắng tốt, một ngày từ 2 đến 3 lần để tránh hiện tượng da sạm lại sau những tháng đầu sử dụng. Tổng kết lại đó là 5 cách để bôi giúp giảm thiểu tình trạng mụn ẩn và lỗ chân lông to nhanh nhất. Tuy nhiên, việc sử dụng tất cả các phương án này thì một điều quan trọng nhất đó là cách bạn làm sạch, cách tẩy trang phải thực sự chuẩn. Và để biết được cách làm sạch và tẩy trang như nào là chuẩn nhất thì hãy đón xem trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu thấy video hữu ích hãy ấn nút like và subscribe để chia sẻ kiến thức đến nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.